chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đề ra giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng tặng quà trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh. Bánh trung thu truyền thống vẫn được khách hàng ưa chuộng. Nhiều vi phạm trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bị xử lý. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến tặng quà cho các cháu đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã tặng quà trung thu cho các cháu đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các cháu đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây có Tết Trung thu vui tươi đầm ấm. Chúng tôi rất vui mừng đến đây nhìn thấy các em, các cháu mạnh khỏe, được các đồng chí ở trung tâm, được bố mẹ, được gia đình dành cho những tình yêu thương đặc biệt, trao cho các em, các cháu những cái món quà dù là ít dù nhiều cũng là những tình cảm đặc biệt. Các em cố gắng vượt qua những thách thức khó khăn, những cái trở ngại do hoàn cảnh đặc biệt của mình. Rất mong là cấp ủy chính quyền và tất cả cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực hơn, cùng chung tay đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho các em thiếu nhi của cả tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Đồng chí mong rằng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp sẽ góp phần làm vơi đi những khó khăn mặc cảm của các cháu để các cháu có niềm tin, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ của trung tâm và mong muốn trung tâm tiếp tục làm tốt hơn nữa, thiên chức người mẹ thứ hai khắc phục khó khăn bằng tâm huyết, tình cảm, giúp đỡ các cháu học tập vui chơi và nhập với cộng đồng. Đây cũng chính là cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là ngoài phát triển kinh tế, còn chú trọng chăm lo các đối tượng yếu thế thiệt thòi, đảm bảo an sinh xã hội. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trưởng tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa, chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với 28 tỉnh, thành phố về tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. Sự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các doanh nghiệp trình bày về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đó là sản xuất bị đình trệ, mất đơn hàng, thực hiện phương án 3 tại chỗ, gặp nhiều nan giải, quy định khác nhau giữa các địa phương khiến việc đi lại của công nhân gặp khó khăn, tỷ lệ tiêm vaccine cho công nhân chưa cao. Một số doanh nghiệp khẩn thiết đề nghị chính phủ đưa ra lộ trình mở cửa nền kinh tế cụ thể, cần đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất trở lại, có quy định mới về xử lý tình huống khi có F0 trong doanh nghiệp, cho phép một số đối tượng công nhân được phép đi lại mà không cần giấy đi đường. Trả lời các kiến nghị này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, khi có F0 xuất hiện ở các xưởng sản xuất thì chỉ đưa F0 đi điều trị, tầm soát F1, không cứng nhắc dừng hoạt động cả nhà máy khi có F0. Thời gian tới, do nguồn cung nhiều nên việc tiêm vaccine cho công nhân sẽ được cải thiện. Quan điểm của chính phủ là phục hồi sản xuất nhưng đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch bệnh, cần có phương án vừa phục hồi sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trở lại, cùng với thực hiện nhanh, đúng, đủ và kịp thời các chính sách do nhà nước ban hành, tỉnh Hưng Yên còn có nhiều giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả. 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hưng Yên đã tăng hơn 8%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 12.280 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90,3% kế hoạch năm. Thu hút được thêm 7 dự án vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 135 triệu đô la Mỹ. Điều đó cho thấy tỉnh Hưng Yên đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Hưng Yên vẫn luôn là địa bàn an toàn cho các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đảng địa chính phủ công nghiệp khu và vệ sinh
Thời gian bùng phát dịch bệnh thì chính quyền địa phương đã có những cái chỉ đạo hỗ trợ rất là cụ thể, và căn cứ vào những chỉ đạo đó thì công ty cũng đã thực hiện tốt các cái công tác phòng dịch. Công nhân viên thì đều được sản xuất và ăn ở an toàn tại công ty. Tuy là công ty có 19 F1 nhưng mà tất cả mọi người đều an toàn và khỏe mạnh. Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh vây quanh là một bài toán không dễ giải khi Hưng Yên vẫn có ca bệnh F0 xuất hiện trong cộng đồng. Vấn đề sống còn với doanh nghiệp chính là lưu thông nguyên liệu, hàng hóa mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch đã được tỉnh Hưng Yên giải quyết hài hòa. Mặc dù là đối với lại các tỉnh có vùng dịch, xe từ vùng dịch thực hiện theo chỉ thị 16 về nguyên tắc ở đâu ở đó, nhưng Hưng Yên vẫn áp dụng cho những hàng hóa đi vào địa bàn, nhưng vẫn đảm bảo quy định của tỉnh. Tức là các lái xe đều phải có test nhanh âm tính mới được vào hàng hóa. Như vậy là vừa đảm bảo hàng hóa cho doanh nghiệp cung cấp kịp thời, vừa đảm bảo việc phòng chống dịch tốt nhất. Cái khó thứ hai đối với nhiều doanh nghiệp của Hưng Yên là lực lượng lãnh đạo chuyên gia và lao động tay nghề cao lại cơ bản sống ở Hà Nội. Vậy đối tượng này về Hưng Yên làm việc như thế nào khi Hà Nội thực hiện giãn cách? Bài toán khó đã được Hưng Yên hóa giải. Cấp ủy chính quyền, đặc biệt là ban chỉ đạo, chúng tôi cũng đảm bảo rất chặt chẽ. Ví dụ như một số các huyện giáp với Hà Nội như Văn Lâm, hàng ngày có thể những người từ Hà Nội về khoảng 2.000 đến 3.000, 3.000 công nhân, 3.000 người quản lý, thì rất số lượng rất là lớn. Nếu như mà không cho những người này về Hưng Yên, thì một số các doanh nghiệp ở trên địa bàn Văn Lâm và các khu công nghiệp Phố Đa sẽ bị đóng cửa. Do vậy chúng tôi vẫn cho vào bình thường, nhưng phải sự đồng ý của chính quyền địa phương. Và khi vào thì vẫn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của tỉnh. Có nghĩa là tất cả cán bộ quản lý và công nhân ngành nghề khi vào địa bàn tỉnh vẫn được xét nghiệm, test nhanh và có giá trị trong vòng 72 giờ. Và những người đấy là ưu tiên tiêm vaccine trước để đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất. Nhưng do vậy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường. Nhờ cái sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên cũng như hỗ trợ của các ban ngành thì hiện tại sản xuất kinh doanh của chúng tôi vẫn phát triển. 6 tháng đầu năm thì chúng tôi tăng trưởng khoảng gần 20%. Trong cái đợt dịch vừa rồi thì việc làm cũng như là thu nhập thì cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, tại vì là công ty rất chi là tạo điều kiện. Thu nhập của mỗi một công nhân là 9 triệu một tháng. Thời điểm này chính quyền tỉnh Hưng Yên đang rất quyết liệt trong việc phân cấp phân quyền, gắn trách nhiệm cá nhân cho lãnh đạo các sở ngành địa phương trong việc giải quyết triệt để khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền, đẩy mạnh, đẩy nhanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo hướng trực tuyến và làm tốt công tác an sinh xã hội cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, đang tạo động lực để doanh nghiệp vượt khó thực hiện mục tiêu kép trong đại dịch. Chiều tối qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính là bệnh nhân 677.029 ở huyện Ân Thi, là trường hợp nhập cảnh tái dương tính. Bệnh nhân 677.029, sinh năm 1993, có địa chỉ ở thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Đinh, là công dân nhập cảnh về từ Nhật Bản. Trước đó, bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản, tự điều trị tại nhà, không còn triệu chứng nhưng không được khám lại. Ngày 28 tháng 8 về Việt Nam được cách ly tập trung tại tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 11 tháng 9 xét nghiệm âm tính 4 lần. Từ ngày 11 tháng 9 về cách ly chặt chẽ tại nhà, không tiếp xúc với ai. Ngày 19 tháng 9 có kết quả xét nghiệm khẳng định tái dương tính. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 258 ca bệnh, còn 20 ca đang điều trị, hơn 7.700 người phải cách ly y tế, còn 4 điểm phải phong tỏa, xét nghiệm được trên 77.000 mẫu, tiêm vaccine phòng COVID-19 được trên 150.000 mũi. Do nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 nên từ năm 2020 đến nay, việc tổ chức đào tạo nghề cũng gặp nhiều khó khăn. Và để khắc phục, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao trong đào tạo. Đã hơn một tuần nay, hơn 40 học sinh khoa may và thiết kế thời trang của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu thực hành tại công ty may này theo phương án 3 cùng. Trước khi đến công ty, các em đều đã được xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính. Việc ăn ở, học tập, thực hành đều được nhà trường liên kết phối hợp với công ty bố trí riêng tại một khu vực nhà tập thể, nhà xưởng
để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Việc nhà trường phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo cái thời gian đầu ra cho học sinh nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Và việc mà để cho học sinh ăn tại chỗ, ở tại chỗ và thực hành tại chỗ, đây cũng là một cái hướng để đáp ứng được cái đầu ra nó đúng thời hạn cho các em cái kiến thức và cái năng lực về thực hành, đáp ứng được cái nhu cầu khi các em ra trường. Hiện nay toàn tỉnh có 11 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp đào tạo, trên 60 ngành nghề cho gần 50.000 người một năm. Để việc tổ chức đào tạo nghề trong bối cảnh dịch COVID-19 không bị gián đoạn, các nhà trường đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong đào tạo như tổ chức tuyển sinh và dạy trực tuyến, sắp xếp cho sinh viên thực hành theo nhóm nhỏ, phối hợp với các cơ sở liên kết đào tạo doanh nghiệp đưa sinh viên đến thực hành, từng bước chuyển từ đào tạo theo kế hoạch sang đào tạo theo nhu cầu, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, khắc phục được điểm yếu và thiếu về kỹ năng thực hành của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Hiện nay tổ chức hội đồng trường của nhà trường có lãnh đạo của doanh nghiệp tham gia với tư cách là thành viên, tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình đào tạo, từ việc tuyển sinh đầu vào đến tổ chức đào tạo. Chính vì vậy mà chất lượng đào tạo đã từng bước được nâng lên. Chúng tôi liên kết với các trường để thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo nghề cũng là trách nhiệm đối với xã hội, tạo ra được những cái nguồn nhân lực tốt cho xã hội, và sau đó là chúng tôi cũng sẽ nhận được những cái nguồn nhân lực tốt để phát triển công ty. Năm 2021, Nguyên đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 50.000 người. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không dễ thực hiện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các nhà trường xây dựng các phương án trong trường hợp dịch kéo dài. Các đơn vị liên quan cố gắng phát huy nội lực để hoàn thành tối thiểu trên 90% chỉ tiêu đào tạo nghề. Trước mắt, các cơ sở đào tạo vẫn cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra cho người học và đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trong khi toàn tỉnh đang ra sức ngăn chặn dịch bệnh, thì vẫn còn đó những hành vi thiếu ý thức, vi phạm pháp luật về công tác phòng chống dịch như tụ tập hát karaoke, đánh bạc, bất chấp quy định cấm, không thực hiện nghiêm việc cách ly gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của các ngành chức năng. Trong tháng 8 vừa qua, tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, có hai quán karaoke vẫn hoạt động. Đó là quán karaoke Sắc Việt KTV và Lộng Gió, tổ chức cho hàng chục nam nữ hát hò. Công an thành phố Hưng Yên và Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Trung Nghĩa đã bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập đông người và xử phạt hành chính mỗi quán 15 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Bất chấp quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu tạm dừng các dịch vụ giải trí, song giữa tháng 9 này, Công an thị xã Mỹ Hào và Yên Mỹ phát hiện hàng chục người, cả nam và nữ, đang hát karaoke tại phường Minh Đức và xã Lưu Xá. Thậm chí, 8 đối tượng còn tổ chức đánh bạc ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Mới đây nhất, một người dân tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, dù đang trong thời gian cách ly tại nhà, nhưng vẫn đi bán hàng tại Hà Nội, sau đó mắc COVID-19, khiến 1.000 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu bị cách ly, phong tỏa. Đây là lần thứ tư xã Yên Phú xuất hiện ca nhiễm COVID-19. 3 trong số đó đều liên quan đến các cá nhân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ vì sự thiếu ý thức của một số cá nhân mà cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Nhân dân đang hoạt động bình thường, nên bây giờ là ảnh hưởng đến COVID thế này là dân là nghỉ hết. Rau cỏ rồi chợ búa là tất cả nghỉ, không bán được, không thu hoạch được. Những người mà không chấp hành như thế thì không chấp nhận được. Là những người là phải phạt. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 30 tháng 4 đến giữa tháng 9 năm 2021, Công an các đơn vị, các địa phương đã phát hiện đề xuất xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch với số tiền xử phạt gần 2,7 tỷ đồng, đã khởi tố 2 vụ việc. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành quy định cấm đưa tin giả về dịch vụ cá nhân, không thực hiện nghiêm việc cách ly phòng dịch. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các loại bánh có thương hiệu
thị trường bánh trung thu với các sản phẩm bánh truyền thống vẫn được người dân ưa chuộng và lựa chọn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cửa hàng của chị Vũ Hương Giang đã bán hết 6.000 chiếc bánh trung thu truyền thống. Và dù hiện tại các khách hàng vẫn hỏi mua, song cửa hàng không nhập được bánh để bán. Chị Giang cho biết khách hàng vẫn thường xuyên hỏi mua các loại bánh như Đông Hưng, Hương Quỳnh. Các nhà sản xuất rất là cầm chừng. Hiện tại mà tại cửa hàng không có hàng bán, người dân đến mua là không có bánh lại đi về. Tìm hiểu thị trường bánh trung thu truyền thống tại các cửa hàng đại lý trên địa bàn thành phố Hưng Yên cho thấy giá các loại bánh vẫn như mọi năm, dao động từ 20 đến 60 nghìn đồng một chiếc. Tuy nhiên, 3-4 ngày gần đây, thị trường bánh truyền thống trở nên sôi động, được các khách hàng mua nhiều. Đặc biệt, ngay trong sáng ngày 14 tháng 8 âm lịch, tại các cửa hàng tạp hóa đã hết các sản phẩm bánh trung thu truyền thống. Nhiều khách hàng không mua được bánh. Một số cơ sở sản xuất hay điểm bán của thương hiệu bánh truyền thống được người tiêu dùng ưa thích thì có tình trạng xếp hàng dài chờ mua. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức rà soát đánh giá nhu cầu khả năng thực hiện các công trình dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, huyện đề nghị hủy bỏ 5 công trình dự án khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2021, gồm điểm tập kết rác thải thôn Xuân Lai, xã Minh Châu, khu nhà ở thương mại Hoàng Long, thị trấn Yên Mỹ, nhà văn hóa thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, nhà máy sản xuất biến áp và thiết bị điện xã Lý Thường Kiệt, khu sản xuất kinh doanh tổng hợp, thị trấn Yên Mỹ. Việc rà soát các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, cũng như đề xuất hủy bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất nhằm tập trung nguồn lực để hoàn thành các công trình dự án có tính cấp thiết, khả thi, tránh lãng phí đất, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu là từ nay đến cuối năm sẽ giải tỏa dứt điểm 80% các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa qua, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào đã tiến hành giải tỏa 3 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp và hành lang thủy lợi. Với phương châm dễ làm trước khó làm sau, tiến tới giải tỏa triệt để các vi phạm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ hành lang giao thông thủy lợi, phường Bạch Sam có 119 trường hợp vi phạm, có 17 vi phạm mới xảy ra cho năm 2020 và năm 2021, trong đó 72 vi phạm trên đất nông nghiệp, 47 vi phạm hành lang giao thông và thủy lợi. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đất đai, phường tiến hành rà soát, gửi thông báo vận động các hộ vi phạm tự tháo dỡ, đồng thời lên kế hoạch cụ thể xử lý với các trường hợp vi phạm trong từng tháng. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 15 hàng tháng, rà soát thông báo cho hộ vi phạm tự tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế giải tỏa với những hộ cố tình không chấp hành. Bên cạnh đó, tổ chức quản lý chặt chẽ, kiên quyết, không để tái vi phạm và phát sinh mới. Nhờ việc liên kết bao tiêu đầu ra cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng máy móc thay thế sức lao động, đến nay mô hình chăn nuôi gà của gia đình ông Đoàn Quốc Quân tại thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ luôn có mức thu nhập ổn định. Hiện trang trại của ông Đoàn Quốc Quân có quy mô chuồng trại rộng trên 1.300 m², chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Ông đã liên kết với công ty Japa Confit Việt Nam nuôi gà lông trắng Mỹ, được công ty hỗ trợ con giống, nước uống và thức ăn chăn nuôi và bao tiêu đầu ra nên trang trại có nhiều thuận lợi. Bình quân mỗi lứa, gia đình ông nuôi hơn 1 vạn con gà, một năm cho xuất chuồng từ 5 đến 6 lứa gà thịt tương đương với hơn 200 tấn, cho thu lãi từ 700 đến 900 triệu đồng. Nhờ chăn nuôi theo mô hình gà sạch, từ con giống khỏe mạnh, chuồng nuôi có không gian rộng, hệ thống làm mát, máng ăn, nước uống sạch và đều được làm hoàn toàn tự động, đã giúp cho đàn gà của gia đình phát triển tốt, nhanh lớn, giảm bớt được sức lao động, hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường và đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam công nhân của xí nghiệp xây dựng và bảo trì đường bộ tử vong khi đang cắt tỉa cây. Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 9 tại km 23+700 đoạn qua địa phận phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, xe tải mang biển kiểm soát 34C13927 do anh Nguyễn Đức A, sinh năm 1968, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển theo hướng Hải Dương, Hà Nội đã đâm vào một công nhân. Hậu quả khiến công nhân này tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc,
người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Mỹ Hào phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khẩn trương xác minh và bắt giữ người gây tai nạn, phục vụ cho công tác điều tra và làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ một phụ nữ bị sát hại tại thành phố Hưng Yên, chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự ngày 19 tháng 9. Ngày 20 tháng 9, cơ quan chức năng đã bắt giữ được hung thủ là Trần Văn Hắt, 56 tuổi ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự và mới ra tù.